Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi bản tin buổi chiều của đài CBN trên băng tầng 18.14. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi bản tin cộng đồng đời sống. Tin cộng đồng khai mạc ngày vận động cho Việt Nam tại Washington, các nhà lập pháp trong Quốc hội Hoa Kỳ sẽ trực tiếp lắng nghe nguyện vọng của các nhà hoạt động người Việt đến từ khắp nơi trên nước Mỹ và cả từ Việt Nam trong một nỗ lực phối hợp nhằm đánh động sự chú ý về tình hình tự do và nhân quyền ở Việt Nam, cũng như những trường hợp đang bị Hà Nội giam cầm vì bất đồng chính kiến. Sự kiện thường niên Ngày Vận động cho Việt Nam 2019 diễn ra trong hai ngày 10 và 11 tháng 7 tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ở thủ đô Washington, bao gồm các cuộc tiếp xúc của cử tri gốc Việt với các nghị sĩ ở cả Hạ viện và Thượng viện, cùng các phần trình bày của giới lập pháp Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhà lãnh đạo cộng đồng, cùng những nhà hoạt động khác đến từ Việt Nam. Quỹ ban của người vượt biển gọi tắt là PPSOS cho biết, mục tiêu của sự kiện này là ủng hộ những người bảo vệ nhân quyền dũng cảm ở Việt Nam và cũng ủng hộ những lời kêu gọi thay đổi dân chủ của các giáo hội bị áp bức. Tin Việt Nam Hà Nội khởi tố chủ tịch tập đoàn Mường Thanh về tội lừa đảo khách hàng. Truyền thông trong nước vào ngày 10 tháng 7 loan tin, giới chức Hà Nội đã khởi tố ông Lê Thanh Thản là chủ tịch tập đoàn Mường Thanh để điều tra về những sai phạm trong các dự án xây dựng và hành vi lừa dối khách hàng. Bản tin cho biết, tập đoàn Mường Thanh có nhiều công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng. Đặc biệt là nhiều dự án xây dựng của tập đoàn Mường Thanh vướng vào hai sai phạm lớn là xây dựng vượt tầng, phá vỡ quy hoạch được duyệt và sai phạm trong quá trình chuyển nhượng, thâu tóm các dự án. Vì vậy, hàng ngàn người mua nhà tại các dự án có sai phạm của tập đoàn Mường Thanh cho đến nay vẫn không được cấp sổ đỏ do phía tập đoàn chưa khắc phục các sai phạm. Đến sáng ngày 10 tháng 7, cơ quan tố tụng đã khám xét nhà riêng của ông Lê Thanh Thản để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của tù trẻ online vào chiều cùng ngày, ông Lê Thanh Thản cho biết đang ở Phú Quốc và chưa nhận được quyết định khởi tố bị can. Đây là vụ kinh doanh đa cấp mà có 36.000 người được nói là đã bị lừa gạt. Án tù cho công an đánh chết công dân Hai cựu công an đánh chết người ở Ô Môn, Cần Thơ bị tòa án quận này vào ngày 10 tháng 7 tuyên phạt mỗi người 8 năm tù giam về tội cố ý giết người. Ngoài ra, các bị cáo liên đới phải bồi thường cho gia đình người bị hại 150 triệu đồng. Đặc biệt, tòa nhận định hai bị cáo Bùi Đức Nghĩa và Nguyễn Anh Tuấn đều thừa nhận có gây thương tích cho Nguyễn Chí Hiếu. Tuy nhiên, hai bị cáo đều đổ lỗi cho nhau về nguyên nhân cái chết của người bị hại và nói rằng một phần còn do tắc trách của bệnh viện trong việc cứu chữa không kịp thời. Sự việc xảy ra vào ngày 9 tháng 8 năm 2018 khi anh Nguyễn Chí Hiếu bị phát hiện có biểu hiện là say rượu chạy xe lạng lách trên đường ở thành phố Cần Thơ. Anh này bị đưa về đồn công an phường Phước Thới thuộc quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ để lập biên bản. Tại đồn công an, Nạn nhân bị đánh và 4 ngày sau đó, nạn nhân đã qua đời tại bệnh viện bởi nguyên nhân được nói là suy đa cơ quan, vỡ tá tràng bởi ngoại lực tác động, viêm phúc mạc toàn thể. Ngày nhớ Huế của Hội Tương tế Cổ đô Huế Chủ nhật ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại nhà hàng Expo Event Center, tọa lạc tại đại lộ Bella Sài Gòn, đã diễn ra buổi họp mặt thường niên Ngày nhớ Huế của Hội Tương tế Cổ đô Huế tổ chức ngày nhớ huế là một ngày rất đặc biệt dành cho tất cả con dân huế khắp nơi tị nạn cộng sản tưởng nhớ về cuộc chiến tranh mậu thân đau thương mà không quên được những gì lịch sử đã đi qua mà minh chứng cho thế hệ mai sau qua đó nhìn giữ truyền thống cao đẹp của dân tộc việt nam qua nghi thức tế lệ dân hương mang đậm bản sắc phong kiến vua chúa của đất thần kinh đại nội tưởng nhớ ông bà tổ tiên đã có công dựng nước giữ nước chương trình gồm có ẩm thực ngon miền văn nghệ với những ca khúc ý nghĩa yêu quê hương dân tộc, ngày nhớ Huế được long trọng bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều và kết thúc vào buổi tối cùng ngày với sự hiện diện đông đảo của quý vị đồng hương đến tham dự. Kính thưa quý vị, một bản tin về y tế cho biết, người có làn da tối màu cũng dễ bị ung thư da. Bệnh ung thư da là một tình trạng phát triển bất thường của tế bào da, là một dạng ung thư phổ biến nhất hiện nay. Nghiên cứu mới đây đã tổng kết được Hoa Kỳ có hơn 3 triệu trường hợp bị ung thư da mỗi năm. Các bác sĩ chỉ ra rằng ung thư da phát triển phần lớn vào vùng da tiếp xúc ánh nắng mặt trời, bao gồm da mặt, môi, tai, cổ, ngực, cánh tay và bàn tay, và trên chân ở phụ nữ. Nhưng nó cũng có thể hình thành ở những chỗ ít khi nhìn thấy ánh sáng trong ngày, như lòng bàn tay, bên dưới móng tay, các khoảng trống, giữa các ngón chân hoặc dưới móng chân và vùng sinh dục. Các nhà y tế cảnh báo rằng ung thư da là ảnh hưởng đến tất cả các màu da, bao gồm cả những người có làn da tối màu. Các bác sĩ về da khuyên rằng có thể làm giảm nguy cơ ung thư da bằng cách hạn chế hoặc tránh tiếp xúc với tia cực tím UV và kiểm tra da cho những sự thay đổi đáng ngờ có thể giúp phát hiện ung thư da ở giai đoạn sớm nhất. Và một bản tin về văn nghệ cho biết Nicki Minaj rút khỏi buổi hòa nhạc của Ả Rập Saudi. Nicki Minaj sẽ rút khỏi một buổi hòa nhạc ở Ả Rập Saudi vì cô nói rằng cô muốn thể hiện sự ủng hộ cho quyền của phụ nữ, quyền của người đồng tính và quyền tự do ngôn luận. Minaj nói trong một tuyên bố vào hôm thứ Ba với Associated Press, sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi đã quyết định không thực hiện buổi hòa nhạc theo lịch trình của mình tại Jeddah World Fest. Mặc dù tôi không muốn gì hơn là mang chương trình của mình đến với người hâm mộ ở Ả Rập Saudi, tôi tin rằng đó là điều quan trọng đối với tôi để làm rõ sự ủng hộ của tôi đối với quyền của phụ nữ, cộng đồng LGBTQ và quyền tự do ngôn luận. Minas lúc ban đầu được lên kế hoạch để tổ chức buổi hòa nhạc vào ngày 18 tháng 7. Tại Ả Rập Saudi, sự phân biệt giới tính giữa nam và nữ độc thân vẫn được thực thi tại nhiều nhà hàng, quán cà phê, trường công và trường đại học. Nhưng các quy tắc khác đã được nới lỏng với phụ nữ khi họ đã cho được phép lái xe và tham dự vào các sự kiện trong các sân vận động thể thao. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc bản tin buổi chiều của đài CBN trên băng tầng 18.14. Băng Châu xin kính chúc quý vị có một ngày thật hạnh phúc và đậm ấm bên gia đình. Và kính mong quý vị nhớ đón theo dõi bản tin buổi tối của đài sẽ được phát hình vào lúc 8 giờ tối và 10 giờ tối với những tin cập nhật. Xin tân ái kính chào tạm biệt quý vị.